Vì lòng tốt chỉ giúp đường cho người khác, nam thanh niên trong đoạn clip sau đây không ngờ rằng mình đã bị sập bẫy nhóm dàn cảnh trộm tài sản. Vâng ạ à, và thưa quý vị, người thanh niên cũng là chủ nhân của chiếc xe bị cướp kia thực sự đã không thể giấu được sự thất vọng khi lòng tốt của con người lại trở thành miếng mồi bị các đối tượng xấu đem ra dăng bẫy ngược lại chính họ. Vụ việc xảy ra ngay đoạn cổng 1, công ty Kasumina Radian, gần ngã tư Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng, Tân Nguyên, Bình Dương. Một nam thanh niên đang đứng gần chiếc xe Vario 125 biển kiểm soát 69 n 1 18911 trước cổng công ty thì một đối tượng chạy xe Exeter đứng cách nạn nhân tầm 10 m giả giờ kêu đến để hỏi đường vì có lòng tốt nên chủ xe đã rời khỏi chiếc xe của mình tiến tới để chỉ đường đúng lúc này một đối tượng khác tiếp cận xe bẻ khóa rồi rồ ga tổ thoát chủ xe phát hiện chạy theo nhưng không kịp